Cavus Tramino là một giống nho hàng đầu ở vùng Elsass và là một trong những giống nho để tạo nên loại rượu Grand Cru nổi tiếng của vùng, và nó cũng đã được tìm thấy ở Đức và ở Áo. Trong vài năm gần đây, việc trồng giống nho này đã được cấp phép ở vùng Languedoc. Mặc dù nó còn rất hiếm ở miền Nam nước Pháp, nhưng mà nó đã phát huy hết tiềm năng về hương thơm của nó để tạo nên những chai rượu vang trắng đậm đà với những nốt hương của vải thiều và hoa hồng. Lè xe méo Cavus Tramino sở hữu màu sắc lồng lẫy với màu vàng làm điểm nhấn, mang đến cho anh chị một trải nghiệm mạnh mẽ, mãnh liệt và đầy đặn trong vòng miệng với các nốt hương của loài trái cây nhiệt đới như là vải thiêu, xoài, chanh dây hay là dứa, và tiếp sau đó là hương thơm của hoa hồng đầy ấn tượng. Chắc chắn sẽ ngon hơn khi anh chị thưởng thức chúng ở nhiệt độ lạnh dưới 10 độ C và kết hợp với nhiều món ăn khác nhau như là tôm hấp nước dưa, cá tuyết nướng hay là hải sản, hoặc là đơn giản hơn anh chị có thể kết hợp chúng với các món bánh ngọt tráng miệng hoặc là trái cây, và nó sẽ dày lên hương vị tươi mát dễ chịu cho anh chị trong những ngày hè như thế này. Nếu như anh chị muốn đặt trước cho mình những chai Lè Xe Méo Cavus Tramino cho mùa hè, anh chị hãy gọi ngay vào hotline của Ivan White 0826 737 737, hoặc là anh chị có thể comment ở dưới phần bình luận anh chị nhé.